Xin chào mọi người. Hiện tại Phúc đang có mặt tại phòng ngủ lầu 2 biệt thự PV212, dự án biệt thự 4 đội giai đoạn 2. Đây là toàn cảnh view từ phòng ngủ lầu 2. Bên cạnh này là biệt thự này, PV211. Chúc các nhà đầu tư hiệu quả thịnh vượng tại Sun Group Phú Quốc.